Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 2. Bây giờ Anne cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va khiến lòng tôi khấp khởi vui mừng và đỡ cho mặt tôi ngước lên. Miệng tôi thách đố kẻ thù nghịch tôi, vì sự chứng cứu Ngài làm cho tôi đầy khoái lạc. Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va, chẳng có Chúa nào khác hơn Ngài. Không có hòn đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta. Thôi, chớ nói những lời kiêu ngạo, chớ để những lời sắc sược ra từ miệng các ngươi nữa, vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thông biết mọi điều. Ngài cân nhắc mọi việc làm của người. Cây cung của kẻ dõng sĩ đã gãy, còn người yếu mòn thắt lưng bằng sức lực. Kẻ vốn no nê phải làm mướn đặng kiếm ăn, và người xưa đói đã được no nê. Người đàn bà vốn son sẻ sinh sản 7 lần, còn người có nhiều con ra yếu mỏn. Đức Giê-hô-va khiến cho chết cho sống, Ngài đem người xuống mồ mả rồi khiến lại lên khỏi đó. Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có. Ngài hạ người xuống lại nhắc người lên, đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất và rút người nghèo khổ ra ngoài đống phân, đặng để họ ngồi bên các quan trưởng, cùng ban cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp. Vì các trụ của trái đất thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài đã đặt thế gian ở trên đó. Đức Giê-hô-va sẽ giữ chân của các thánh Ngài, còn những kẻ ác sẽ bị hư mất nơi tăm tối. Vì chẳng do sức riêng mình mà người nào được thắng. Kẻ nào chống cãi Đức Giê-hô-va sẽ bị phá tan. Từ trên trời cao, Đức Giê-hô-va sẽ sấm sét cùng chúng nó. Ngài sẽ đoán xét 4 phương của đất, ban thế lực cho vua Ngài và làm cho quyền năng đấng chịu sức dầu của Ngài ra lớn. Elkana trở về nhà mình tại Rama, còn đứa trẻ ở lại phục sự Đức Giê-hô-va trước mặt Hê-li, thầy tế lễ. 2 con trai của Hê-li là người gian tà, chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va. Các thầy tế lễ thường đãi dân sự như vậy. Phàm khi có ai dâng của lễ, thì tôi tớ thầy tế lễ đến lúc người ta nấu thịt, tay cầm chĩa ba, chích vào hoặc trong cái vạc, cái chảo, cái nồi hay là trong chảo nhỏ. Hễ món nào dính chĩa ba thì thầy tế lễ bèn lấy. Đó là cách họ đối với hết thảy dân Israel đến Shiloh. Lại, trước khi sông mở, kẻ tôi tớ thầy tế lễ cũng đến nói cùng người dân của lễ rằng: Hãy đưa thịt để nướng cho thầy tế lễ. Người không nhậm thịt luộc của ngươi, nhưng chỉ nhậm thịt sống mà thôi. Ví bằng người đó đáp rằng: Người ta sẽ xông mở, kế sau sẽ lấy phần chi đẹp ý ngươi. Thì kẻ tôi tớ đó nói: Không, ngươi phải cho tức thì, bằng không ta sẽ giật lấy. Tội lỗi của 2 người trai trẻ này lấy làm rất lớn trước mặt Đức Giê-hô-va, vì họ gây cho người ta khinh bỉ các của tế lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Còn Sa-mu-ên phục sự trước mặt Đức Giê-hô-va, người hãy còn thơ ấu, thắt lưng một cái ê-phót bằng vải gai. Mỗi năm, mẹ người may cho một cái áo dài nhỏ, đem ban cho người trong khi đi lên với chồng, đặng dâng của lễ hàng năm. Hê-li chúc phước cho Elkana và vợ người rằng: Cầu xin Đức Giê-hô-va ban cho ngươi những con cái bởi người nữ này, để đổi lấy đứa mà nàng đã cầu nơi Đức Giê-hô-va. Vợ chồng bèn trở về nhà mình. Đức Giê-hô-va đói xem Anne, nàng thọ thai và sinh 3 con trai và 2 con gái. Còn gã trai trẻ Sa-mu-ên khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va. Vả, Hê-li tuổi đã rất cao, được hay mọi điều 2 con trai mình làm cho cả Israel, và thế nào họ nằm cùng các người nữ hầu việc tại cửa hội mạc. Người nói cùng chúng nó rằng: Sao chúng bay làm như vậy? Vì ta đã nghe cả dân sự nói về các việc xấu của chúng bay. Chẳng khá làm như vậy hỡi con, Điều ta nghe về việc bay vốn không tốt lành. Bay khiến dân sự của Đức Giê-hô-va phạm tội. Nếu người này phạm tội cùng người khác, Đức Chúa Trời sẽ đoán xét nó. Nhược bằng người phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, ai sẽ cầu thay cho? Song chúng nó không nghe theo lời của cha mình, vì Đức Giê-hô-va toàn giết chúng nó. Còn gã trai trẻ Sa-mu-ên cứ lớn lên, Đức Giê-hô-va và người ta đều lấy làm đẹp lòng người. Có một người của Đức Chúa Trời đến kiếm Hê-li mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ta há chẳng hiện ra cùng nhà tổ phụ ngươi khi họ còn ở tại Ai-díp-tô hầu việc nhà Pharaon sao? Ta đã chọn nhà ấy trong các chi phái Israel đặng làm thầy tế lễ của ta, dâng của lễ trên bàn thờ ta, xông hương và mang ephod trước mặt ta. Ta cũng đã ban cho nhà tổ phụ ngươi các của lễ mà dân Israel dùng lửa dâng lên. Vì sao các ngươi giày đạp dưới chân những hy sinh và của lễ chay mà ta đã truyền lệnh dâng lên trong đền ta? Ngươi kính trọng các con trai ngươi hơn ta, và các ngươi ăn mập những của lễ tốt nhất của Israel dân sự ta. Bởi cớ đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Ta có phán rằng nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt ta. Nhưng bây giờ Đức Giê-hô-va phán, điều đó chẳng hề được như vậy. Vì phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng. Còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại. Kìa, thì giờ đến, ta sẽ hủy hại sự mạnh mẽ của người và sự mạnh mẽ của nhà cha ngươi, đến đổi chẳng còn một người già trong họ hàng ngươi nữa. Giữa các phước mà Đức Giê-hô-va giáng cho Israel, ngươi sẽ thấy nhà ngươi bị bần khổ, và trong họ hàng ngươi sẽ chẳng hề có người già nữa. Nếu trong nội nhà ngươi có một người mà ta không trút khỏi bàn thờ ta, ấy để làm cho ngươi bị mỏi mắt rầu lòng, các kẻ nhà ngươi sinh sản sẽ chết lúc xuân xanh. Điều sẽ xảy đến cho hai con ngươi là Hofni và Phinea, sẽ dùng làm dấu hiệu cho ngươi. Cả hai đều sẽ chết trong một ngày. Đoạn, ta sẽ lập cho ta một thầy tế lễ trung tín, người sẽ làm theo lòng ta và ý ta. Ta sẽ cất cho người một nhà vững bền, và người sẽ đi trước mặt đấng chịu sức dầu của ta luôn luôn. Ai trong họ hàng ngươi còn sống sẽ đi đến lại trước mặt người, hầu cho được một miếng bạc cùng một ổ bánh, và sẽ nói rằng: Xin ông hãy phong cho tôi một chức tế lễ, để tôi được một miếng bánh ăn. Chương 3. Sa-mu-ên thơ ấu phục sự Đức Giê-hô-va tại trước mặt Hê-li. Trong lúc đó, lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi, và những sự hiện thấy chẳng năng có. Vả, bây giờ Hê-li khởi làng mắt, chẳng thấy rõ. Có ngày kia, người đang nằm tại chỗ mình quen nằm, đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt. Sa-mu-ên nằm ngủ trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, là nơi có cái hòm thánh. Bấy giờ Đức Giê-hô-va gọi Sa-mu-ên. Người thưa rằng: Có tôi đây. Đoạn, người chạy đến gần Hê-li mà rằng: Có tôi đây, vì ông có kêu tôi. Hê-li đáp: Ta không kêu, hãy ngủ lại đi. Rồi người đi ngủ lại. Đức Giê-hô-va lại gọi nữa rằng: Hỡi Sa-mu-ên. Sa-mu-ên trỗi dậy đi đến cùng Hê-li mà rằng: Có tôi đây, vì ông đã kêu tôi. Người đáp: Hỡi con, ta không có kêu, hãy đi ngủ lại đi. Vả, Sa-mu-ên chưa biết Đức Giê-hô-va, lời Đức Giê-hô-va chưa được bày tỏ ra cho người. Đức Giê-hô-va lại gọi Sa-mu-ên lần thứ ba. Người trỗi dậy đi đến gần Hê-li mà rằng: Có tôi đây, vì ông đã kêu tôi. Bây giờ Hê-li hiểu rằng Đức Giê-hô-va gọi đứa trẻ. Người nói cùng Sa-mu-ên rằng: Hãy đi ngủ đi, và nếu có ai gọi con hãy nói: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tớ ngài đang nghe. Vậy Sa-mu-ên đi nằm tại chỗ mình. Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các lần trước: Hỡi Sa-mu-ên, hỡi Sa-mu-ên. Sa-mu-ên thưa: Xin hãy phán, kẻ tôi tớ ngài đang nghe. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Này, ta sẽ làm ra trong Israel một sự, phàm ai nghe đến, lỗ tai phải bắt lùng bùng. Bây giờ, ta sẽ làm ứng nghiệm nơi Hê-li các lời hăm dọa ta đã phán về nhà người. Ta sẽ khởi sự và làm cho hoàn thành. Ta có báo trước rằng ta sẽ đoán xét nhà người đời đời, vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình mà không cấm. Bởi cớ đó, ta thề cùng nhà Hê-li rằng tội phạm của nhà ấy sẽ chẳng hề chuộc được, hoặc bởi hy sinh hay là bởi của lễ chay. Sa-mu-ên nằm ngủ cho đến sáng, đoạn mở các cửa đền của Đức Giê-hô-va. Người sợ không dám thuật sự hiện thấy này cho Hê-li. Nhưng Hê-li gọi Sa-mu-ên mà rằng: Sa-mu-ên hỡi con. Người thưa: Có tôi đây. Hê-li nói: Đức Giê-hô-va có phán cùng con lời gì? Xin con đừng giấu chi cùng ta hết. Nếu con giấu ta một thí chi trong mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán cùng con, nguyện Đức Chúa Trời phạt con nặng nề. Sa-mu-ên bèn thuật lại hết, chẳng giấu gì với người. Hê-li đáp rằng: Ấy là Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài làm điều đẹp ý Ngài. Sa-mu-ên trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người, Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư. Từ Dan cho đến Bê-e-sê-ba, cả Israel đều biết rằng Sa-mu-ên được lập làm tiên tri của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va cứ hiện ra tại Silo, vì ấy tại Silo mà Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Sa-mu-ên, khiến cho người biết lời của Ngài. Chương 4. Lời của Sa-mu-ên được rao truyền cho cả Israel. Israel ra trận đón những người Phi-li-tin và đóng trại gần Eben-ê-se, còn người Phi-li-tin đóng trại tại A-phét. Dân Phi-li-tin dàn trận đánh Israel. Lúc giáp trận, Israel bị dân Phi-li-tin đánh bại và giết tại chiến trường, ước 4.000 người. Khi dân sự đã trở về trại quân, các trưởng lão Israel nói rằng: Cớ sao ngày nay Đức Giê-hô-va để cho dân Phi-li-tin đánh bại chúng ta? Chúng ta hãy đi thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va ở tại Silo. Phải đem hòm đó về tại giữa chúng ta. Nó ắt sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ cừu nghịch chúng ta. Vậy, dân sự bèn sai những sứ giả đến Silo. Từ đó, đem về hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vạn quân là đấng ngự giữa các cherubim. Hai con trai của Hê-li là Hofni và Phinea đều đi theo hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào trại quân, cả Israel đều reo tiếng vui mừng lớn, đến đổi đất phải rúng động. Khi dân Phi-li-tin nghe tiếng ấy bèn hỏi rằng: Tiếng reo mừng lớn trong trại quân Hê-bơ-rơ kia có nghĩa chi? Thì có người thuật cho chúng hay rằng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đã đến trong trại quân. Dân Phi-li-tin bèn sợ vì nói rằng Đức Chúa Trời đã ngự đến trong trại quân, rồi la rằng: Khốn nạn cho chúng ta thay! Khi trước chẳng hề có xảy ra như vậy. Khốn nạn cho chúng ta thay! Ai sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay các thần quyền năng giường kia? Ấy là các thần đó đã hành hại dân Ai-díp-tô đủ các thứ tai vạ tại trong đồng vắng. Hỡi người Phi-li-tin, hãy mạnh bạo, hãy nên mặc trượng phu, kẻo các ngươi trở làm tôi mọi dân Hê-bơ-rơ như họ đã làm tôi mọi các ngươi chăng? Khá nên mặc trượng phu và chiến đấu đi. Vậy, dân Phi-li-tin chiến đấu và Israel bị bại, mỗi người chạy trốn về trại mình. Ấy là một sự bại trận lớn lắm. 3,000,000 lính bộ trong Israel bị ngã chết. Hòm của Đức Chúa Trời bị cướp lấy, còn hai con trai Hê-li là Hofni và Phinea đều chết. Một người Benjamin chạy trốn khỏi giặc, đến tại Silo nội ngày đó, quần áo rách ra, đầu đóng bụi cát. Khi người ấy đến, Hê-li đang ngồi trên ghế mình tại bên mé đường, trông đợi cách áy náy, vì lòng Hê-li run sợ về hòm của Đức Chúa Trời. Người ấy vào thành báo tin đó, cả thành bèn kêu la lên. Hê-li nghe tiếng la này thì nói: Sự ồn ào này là chi? Tức thì người đó lật đật báo tin cho Hê-li. Vả Hê-li đã 98 tuổi, mắt đuôi không thể thấy được. Người đó nói cùng Hê-li rằng: Tôi là người ở chiến trường đến, ngày nay tôi được thoát khỏi cơn trận. Hê-li hỏi rằng: Hỡi con, đã xảy ra làm sao? Sứ giả tiếp rằng: Israel đã chạy trốn trước mặt dân Phi-li-tin, dân sự bị đại bại. Lại, hai con trai của ông là Hofni và Phinea đã chết, và hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy. Người vừa nói đến hòm của Đức Chúa Trời, thì Hê-li ngã ngửa xuống khỏi ghế mình, ở bên phía cửa, gãy cổ và chết, vì người đã già yếu và nặng nề. Người đã làm quan xét cho Israel trong 40 năm. Con dâu người là vợ của Phinena, đang có thai gần đẻ. Khi nàng nghe tin về việc cướp lấy hòm của Đức Chúa Trời, cùng hay rằng ông gia và chồng mình đã chết, thì thình lình bị đau đớn, khòm xuống và đẻ. Trong lúc nàng gần chết, các người đàn bà có mặt tại đó nói rằng: Chớ sợ chi, nàng đã sinh một con trai. Nhưng nàng không đáp lại, chẳng đếm xỉa chi các lời đó. Nàng đặt tên cho đứa trẻ là Y-ca-bốt, vì nàng nói rằng sự vinh hiển đã lìa khỏi Israel. Nàng nói ngụ ý về sự mất hòm của Đức Chúa Trời, về sự chết của ông gia và chồng mình. Nàng lại tiếp: Thật, sự vinh hiển của Israel đã mất rồi, vì hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy. Thi Thiên 90. Lạy Chúa, từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sinh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng: Hỡi con cái loài người, hãy trở lại, vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Chúa làm chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, chúng nó khác nào một giấc ngủ. Ban mai họ tựa như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi. Buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Thật, chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự thạnh nộ Chúa. Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở. Tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết sức sự giận của Chúa? Tùy theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa, ai biết sức sự nóng nã Chúa? Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy trở lại. Cho đến chừng nào, xin đổi lòng về việc các tôi tớ Chúa. Ôi, xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Xin Chúa làm cho chúng tôi được vui mừng, tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn, và tùy theo những năm mà chúng tôi đã thấy sự tai họa. Nguyện công việc Chúa lộ ra cho các tôi tớ Chúa, và sự vinh hiển Chúa sáng trên con cái họ. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi giáng trên chúng tôi. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Chương 33. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói cùng con cái dân ngươi mà rằng: Khi ta sai gươm đến trên một đất nào, và dân đất ấy chọn một người trong chúng nó để đặt làm kẻ canh giữ, nếu người này thấy gươm đến trong đất, thì thổi kèn để rao bảo dân sự. Bấy giờ, hễ ai nghe tiếng kèn mà không chịu răng bảo, và nếu gươm đến bắt lấy nó, thì máu của người ấy sẽ đổ lại trên đầu nó, vì nó có nghe tiếng kèn mà không chịu răng bảo. vậy máu nó sẽ đổ lại trên nó. Nhưng nếu nó chịu răng bảo thì cứu được mạng sống mình. Nhưng nếu kẻ canh giữ thấy gươm đến mà không thổi kèn, đến nỗi dân sự chẳng được răng bảo, và gươm đến mà cất sự sống của người này hoặc người kia đi, thì người đó sẽ chết trong sự gian ác mình. Song ta sẽ đòi lại máu nó nơi người canh giữ. Này, hỡi con người, ta đã lập ngươi đặng làm kẻ canh giữ cho nhà Israel, nên hãy nghe lời từ miệng ta và thay ta răng bảo trước cho chúng nó. Khi ta phán cùng kẻ giữ rằng, hỡi kẻ giữ, mày chắc chết, nếu ngươi không răng bảo để cho kẻ giữ xây bỏ đường lối xấu của nó, thì kẻ giữ ấy sẽ chết trong sự gian ác mình, nhưng ta sẽ đòi máu nó nơi tay ngươi. Nếu trái lại, ngươi đã răng bảo kẻ giữ đặng xây bỏ đường lối xấu của nó, mà nó không xây bỏ, thì nó sẽ chết trong sự gian ác nó, còn ngươi đã giải cứu mạng sống mình. Hỡi con người, hãy nói cùng nhà Israel rằng, các ngươi nói như vậy mà rằng, vì gian ác và tội lỗi chúng tôi chất nặng trên chúng tôi, và chúng tôi hao mòn vì cớ nó, thì thế nào chúng tôi còn sống được? Hãy nói cùng chúng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán, thật như ta hằng sống, ta chẳng lấy sự kẻ giữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Israel? Hỡi con người, khá nói cùng con cái của dân ngươi rằng, sự công bình của người công bình sẽ không cứu được nó trong ngày nó phạm tội, và sự dữ của kẻ dữ sẽ không làm cho nó sa ngã nơi ngày nó đã xây bỏ sự dữ ấy. Cũng như người công bình sẽ không nhờ sự công bình đã qua rồi mà sống được nơi ngày mình phạm tội. Dầu mà ta có nói với người công bình rằng nó chắc sẽ sống, nếu nó cậy sự công bình mình mà phạm tội, thì sẽ không nhớ đến một việc công bình nào của nó nữa, nhưng nó sẽ chết trong sự gian ác mình đã phạm. Khi ta nói cùng kẻ dữ rằng, mày chắc chết, nếu kẻ dữ ấy xây bỏ tội lỗi mình, theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, nếu nó trả lại của cầm, đền bồi vật nó đã cướp lấy, bước theo lệ luật của sự sống và không phạm sự gian ác nữa, thì chắc nó sẽ sống và không chết đâu. Chẳng có một tội nào nó đã phạm sẽ được nhớ lại nghịch cùng nó. Nó đã làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, chắc nó sẽ sống. Nhưng con cái của dân ngươi nói rằng, đường của Chúa không bằng phẳng. Ấy là đường của chúng nó không bằng phẳng cho chúng nó. Nếu người công bình xây bỏ sự công bình của mình mà phạm sự gian ác, thì nó sẽ chết trong đó. Nếu kẻ dữ xây bỏ sự dữ của mình mà làm theo luật pháp và hiệp với lẽ thật, ấy là bởi cớ đó mà nó sẽ sống. Nhưng các ngươi nói rằng, đường của Chúa không bằng phẳng. Hỡi nhà Israel, ta sẽ xét đoán các ngươi, mỗi người theo việc làm của nó. Năm thứ 12, sau khi chúng ta bị bắt làm phu tù, ngày mùng 5 tháng 10, một người đã trốn khỏi Jerusalem đến nói cùng ta rằng, thành hãm rồi. Vả, buổi chiều, trước khi người đi trốn ấy chưa đến, thì tay Đức Giê-hô-va ở trên ta, và Ngài đã mở miệng ta, cho đến khi sớm mai người ấy đến cùng ta, thì miệng ta đã được mở, ta không câm nữa. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng, hỡi con người, những kẻ ở trong nơi đổ nát chất đống trên đất Israel nói rằng, Abraham chỉ có một mình đã hưởng được đất này. Chúng ta đông người, thì đất này sẽ được ban cho chúng ta làm cơ nghiệp. Vậy nên khá bảo chúng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, các ngươi ăn huyết của thú vật, nhướng mắt hướng về thần tượng mình và làm cho đổ máu. Các ngươi há sẽ được đất này sao? Các ngươi cậy gươm mình, phạm những điều gớm ghiếc, mỗi người trong các ngươi làm nhục vợ của kẻ lân cận mình, các ngươi há sẽ được đất này sao? Vậy ngươi khá nói cùng chúng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Thật như ta hằng sống, những người ở nơi đổ nát chắc sẽ ngã bởi gươm, và ta sẽ phó những kẻ ở ngoài đồng cho thú vật cắn nuốt, còn những kẻ ở trong các đồn lũy hang hố thì sẽ chết dịch. Ta sẽ làm đất này ra hoang vu và gở lạ, quyền thế nó cậy mà kiêu ngạo sẽ dứt đi. Các núi của Israel sẽ hoang vu đến nỗi chẳng có ai qua lại nữa. Bây giờ chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta đã làm cho đất này ra hoang vu và gở lạ, vì cớ mọi sự gớm ghiếc mà chúng nó đã phạm. Hỡi con người, những con cái của dân ngươi ở dọc tường thành và cửa các nhà mà nói chuyện về ngươi, chúng nó nói với nhau, mỗi người cùng anh em mình rằng: Xin hãy đến nghe lời ra từ Đức Giê-hô-va là thế nào. Đoạn chúng nó kéo cả đoàn cả lũ mà đến cùng ngươi. Dân ta ngồi trước mặt ngươi và nghe lời ngươi, nhưng chúng nó không làm theo. Miệng chúng nó tỏ ra nhiều sự yêu mến, mà lòng chúng nó chỉ tìm lợi. Này, chúng nó coi ngươi như là kẻ hát hay có tiếng vui và kẻ đờn giỏi. Chúng nó nghe lời ngươi nhưng không làm theo. Vì vậy, khi tai nạn này sẽ đến, và kìa nó đến, chúng nó sẽ biết đã có một tiên tri ở giữa mình. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.